Kính thưa quý vị khán giả, có nhiều lý do để hiểu được rằng là vì sao người ta lại ưa thích những món nướng mang âm hưởng đồng quê tới như vậy. Có lẽ là người ta mê mẩn cái mùi vị thơm nức mũi mà không thể giấu đi đâu được. Rồi mê mẩn cả cái mùi cái màu vàng ươm mà khiến cho người ta không thể nhịn thèm, và mê cả cái vị ngọt thơm của nguyên liệu gần như là được giữ lại trọn vẹn. Thêm cái mùi thơm của rơm, của khói, rồi cái nóng rực của lửa than càng làm cho món ăn thêm hấp dẫn nữa chứ. Món nướng dễ chinh phục vị giác của người thưởng thức, từ người lớn cho tới trẻ nhỏ, từ đàn ông cho tới đàn bà. Có thể đây chỉ là món chống đói của thời khẩn hoang, nhưng cũng là món ngon để cho gia đình sum họp, để tiếp đãi bạn bè, khách khứa gần xa. Món nướng ở miền đất phương Nam, nếu dụng tâm mà kể thì nhiều khi kể tới hụt hơi còn chưa hết. Không tính tới nguyên liệu, chỉ riêng cách nướng thôi cũng đã đa dạng quá chừng kiểu. Từ cầu kỳ cho tới dân dã, cách nướng nào cũng dậy lên mùi thơm và đọng lại ấn tượng không quên trong lòng thực khách. Có thể đốt than bằng gáo dừa, gác lên cái dĩa nhỏ, sau đó để gà hay cá, thịt đã ướp kỹ gia vị lên trên, dùng sức nóng của than để làm chín từ từ. Cách này cũng thường được các bà các mẹ dùng để nướng bánh và làm các món ăn vặt cho gia đình như bắp nướng, chuối nếp nướng, bánh khoai mì nướng, rất ngon lành và hấp dẫn. Người miền Tây còn có những cách nướng rất khác lạ nữa, như nướng lu, ướp nồi, bột lá chuối, lá sen nướng, hay tận dụng mấy thứ cây có ống để nhét nguyên liệu vô đó. Sau đó đem nướng thì sẽ không bị khét mà lại có mùi thơm rất đặc trưng. Hay xứ này còn có kiểu nướng dân dã khác là bột đất sét nướng, như gà nướng đất sét, hột vịt nướng đất sét, có mùi vị thơm ngon, dân dã và vô cùng độc đáo. Giữa rất nhiều món nướng với cách nướng khác nhau, quê hương sông nước còn tự hào với món nướng trui, bây giờ đã xứng tầm đặc sản, được bà con bản xứ ưu tiên mừng để đãi khách phương xa, để họp mặt anh em bạn bè. Cá lóc nướng trôi hay nhiều địa phương vẫn thường kêu là cá lóc thui rơm, có cách chế biến gần như là quan sơ nhất và ít cầu kỳ nhất trong các món nướng. Món nướng trôi ngon nhất có lẽ là nướng bằng cá lóc. Thời khẩn hoang ngày xưa còn thiếu thốn nhiều nên nguyên liệu cũng đơn giản, dài ôm rơm khô, mấy con cá lóc, thêm mấy loại rau dân dã như các lồi, đọt cốc, lá lụa, rau sống ngoài vườn. Có gì hái đó thôi chứ không đòi hỏi phải bài bản gì hết. Vậy là cũng đủ để mọi người quây quần sau ngày làm việc vất vả mệt nhọc. Ngày xưa là món hoang dã, còn bây giờ cá lóc nướng trui đã thành món ăn chủ lực ở nhà hàng, khu du lịch để giới thiệu cùng thực khách khắp gần xa và đón nhận sự yêu thích của nhiều người. Bắt con cá lóc nướng trui làm mâm rượu trắng đãi người bạn xa. Nói tới những cái món nướng trui của đất phương Nam thì không thể nào không kể tới cái món cá lóc nướng trui được. Đây là món ăn đã có từ rất là lâu đời, rất là danh tiếng rồi, có từ cái thời khẩn hoang luôn đó quý vị. Và cách chế biến của bà con cũng rất là đơn giản và vô cùng ngẫu hứng. Mà ngộ một cái ngang, cái mùi rơm khói thân quen của đồng ruộng kết hợp cùng với mấy loại rau trái nhà quê, vậy thôi đó mà làm nên một cái sự trải nghiệm về vị giác vô cùng thú vị, mới lạ và cuốn hút. Và hình như bà con xứ này cũng biết ý hay làm sao đó, mà hễ cứ có khách tới chơi là sẽ sửa soạn mần con cá lóc nướng trui để tiếp đãi, để rồi thực khách ăn xong là không có nhớ đường về nữa, mà chỉ nhớ vị ngon của món cá lóc nướng trui mà thôi. Món cá lóc nướng trui nếu mà đúng điệu nhất thì phải được nướng ở ngoài bờ ruộng hay góc vườn khoảng khoát. Chuẩn bị thêm mấy ôm rơm để sẵn nữa là xong. Cá lóc để nguyên con, không cần mần ruột hay cạo dãy gì hết. Cứ như vậy rửa sạch hết bùn đất, sau đó dốc tre hay chặt sống dừa, lụi qua mình con cá rồi cắm xuống đất cho chắc. Bởi cái tướng cắm con cá xuống đất như vậy nên người quê vẫn tếu táo đặt cho món này cái tên vui vui là cá lóc chỏng đầu. Xong xuôi hết rồi thì coi chất rơm ở vòng vòng, phủ thêm rơm lên mình cá nữa, sau đó mồi lửa đốt đi ngang. Lửa đốt bằng rơm nên cháy đượm và lan nhanh, chẳng mấy hồi mà thành đống lửa lớn bùng lên, bao trùm hết cả mấy con cá lóc. Lúc này, người đầu bếp miền quê mới dựa theo kinh nghiệm lâu năm mà coi kiếm một cái cây dài, khều cho lửa cháy đều và canh bỏ thêm rơm để món nướng đồng quê có đủ độ nóng mà chín kỹ thì mới ngon. Nhưng không phải càng nhiều lửa rơm càng tốt đâu, coi chừng bị khét à ngang. Bởi vậy ở cách nướng trui này, nói dễ thì dễ đó, nhưng cũng có cái khó riêng. Người quen việc thì nhìn vô sẽ biết lửa thế nào là vừa, lửa như vậy nướng bao lâu thì đủ. Coi bộ cũng công phu lắm chứ không giỡn. Giữa cảnh vườn quê mát mẻ, trống trải, mớ rơm khô được đà cứ cháy bùng lên mà không cần phải ngần ngại. Làn gió quê mát rượi, lâu lâu thổi qua, còn có khi cao hứng tinh nghịch, đổi hướng gió liên tục, thổi khói bay tứ phía, là mấy người phụ trách nướng cá phải vừa canh lửa, lại vừa chạy giáp vòng để né khói. Nhìn cứ vui vui, mộc mạc, đúng chất quê nữa chứ. Từ hình ảnh người ta phủ rơm để đốt cá, từ đống lửa rơm cháy đỏ ôm lấy con cá ở bên trong, mà người quê tếu táo còn đặt cho món này cái tên nghe rất là hoành tráng, là anh hùng trong biển lửa. Tùy theo độ lớn của lửa và độ bự nhỏ của cá mà canh đốt đâu chừng 15 phút tới nửa tiếng đồng hồ là cá chín. Lúc này để yên lớp tro nóng phủ quanh mình cá đâu chừng 2-3 phút nữa, kêu là hầm tro. Như vậy để thịt cá chín hẳn, đậm mùi thơm và giữ hơi nóng được lâu nhất. Ẩn hiện dưới lớp tro rơm còn cháy đỏ rực, người ta thấy lộ ra một chút phần mình cá chín, hơi nứt nhẹ một xíu phần da, dậy màu vàng ươm, tôm mỡ ra, nhìn là bắt thèm chịu không nổi. Khi tro tàn, khều hết tro ra, sẽ thấy con cá đã chín, nhưng mình mẩy lắm lem, dính màu đen đúa, cục mịch, đúng chất nhà quê. Nhẹ nhàng chặt gốc tàu lá chuối, bọc lấy con cá và gỡ ra khỏi que lụi hồi đầu, để cá qua một bên. Sau đó có thể lấy sóng dao hay quấn một nắm lá rồi từ từ cạo đều bên ngoài con cá để phủi đi phần tro than dính ở bên ngoài. Dân quê thứ thiệt thì sẽ biết cách lấy đồ đũa tách sống lưng con cá sao cho khéo, để từ con cá nướng dính tro than đen thui sẽ khoe ra phần thịt cá trắng tươi, bốc khói nóng thơm phức, thèm chịu không nổi. Tùy theo ý thích của từng nhà mà người ta sẽ rưới thêm lên phần thịt cá muỗng mỡ hành, tóp mỡ hay thêm đậu phộng rang, rất bắt mắt nữa. Món này dọn ăn kèm với rau sống, chuối khế, bún, bánh tráng và chấm nước mắm chua ngọt hay nước mắm me, mắm nêm gì cũng hợp rơ lắm. Trải cái bánh tráng ra tay, gấp rau, gấp bún, dẻ cá để lên, sau đó cuốn chặt lại, chấm vô chén nước mắm chua ngọt, rồi cắn miếng hen. Ta nói các nguyên liệu dậy lên cái mùi vị thơm ngon nhất, khiến người ta cắn xong miếng này là phải cắn liền miếng nữa. Ăn hết cuốn này thì phải cuốn thêm một cuốn nữa. Ăn mãi, ăn mê mà vẫn cứ thấy thòm thèm. Nếu dọn lên mâm bàn đãi khách thì cầu kỳ vậy, còn đúng kiểu nhà quê miệt ruộng vườn thì cứ cây nhà lá vườn mà làm tới thôi ngang. Người lo nướng cá, người ôm thêm rơm, người thì đi ruộng trong vườn kiếm hái về nắm rau, đem rửa sạch. Chút xíu thôi là đã có liền món ngon và bữa ăn đúng chất nhà quê rồi đó. Bàn ăn là mấy tàu lá chuối hay cái tàu dừa trải lên nền đất. Rau thì toàn mấy thứ rau dại mà thôi, như là lá cách, cát lồi, rồi bẻ thêm vài đọt cốc, lá xoài non, đầm chén muối ớt, nặn thêm miếng chanh nữa là đủ cho anh chị em trong nhà có bữa sum họp đồng quê gọn lẹ, ngon lành và có phần ngẫu hứng rồi đó. Những ai đã từng thưởng thức món cá lóc nướng trui dân dã của miền đất phương Nam sẽ đều công nhận rằng món ăn này vừa ngon lại vừa ngộ. Cái ngon tới từ vị ngọt nguyên chất của con cá đồng, cái ngộ tới từ sự tương phản của mùi vị và màu sắc. Mùi khói rơm nướng cá cứ nồng nồng và cay xè, nhưng con cá vẫn cứ thơm phức. Tro than thì đen xì ám khói hết cả con cá, nhưng thịt cá vẽ ra vẫn trắng tươi, làm ngây ngất bụng dạ con người. Cũng như nhà quê miền sông nước xứ mình, bề ngoài nhìn vô thì đúng là quê trơ quê trớt, thiếu tiện nghi, thiếu hiện đại. Còn người quê thì quanh năm chân buồn tay lắm, quần áo cũng không phải thứ sang trọng gì, nhưng cái tình của người quê thì lúc nào cũng thiệt tình, cũng hào sảng. Khách về thăm nhà là có đủ món ngon, có đủ trò vui để trải nghiệm, có đủ quà quê để người ta đem theo và nhớ hoài tới cái xứ này. Không phải tự nhiên mà nhiều người mong muốn được về miền Tây. Ở nơi này cho người ta cảm giác gần gũi, thân thuộc, như là được trở về nhà mình vậy. Về đây theo người nông dân đi thăm ruộng, đi hái trái bần, chài cá, lội mương hái bông súng, hay xách đồ nghề ra ruộng thuộc cá lóc đem về nướng trui làm bữa ngon sum họp. Còn cá lóc đồng chui rút ở sâu trong hang, trong đường nước ruộng, thò lúc cánh tay mới lôi ra được. Cực thì cực vậy, nhưng thành quả thì xứng đáng lắm nghe. Cá lóc đồng nướng trui thơm ngon số 1, thịt dai ngọt, ăn miếng nào là đáng miếng đó. Nướng trui, hiểu nôm na chính là cách nướng mà nguyên liệu cứ để dạng nguyên sơ nhất, đem lùi vô lửa rơm hay than củi là xong. Những đứa con xa quê chắc sẽ nhớ hoài mấy bữa má nấu cơm xong, bếp cà ràng còn than nóng hổi thì sẽ lẹ tay đem mấy củ khoai lang hay mấy cái hột mít lùi vô trong đó, để một hồi là có khoai nướng, hột mít nướng, ăn thơm bùi thiệt khoái. Hay mấy đứa nhỏ ở quê hồi xưa lâu lâu tụ tập lại vẫn thường chia nhau đi đào khoai mì để dành, rồi lo bắt dợp, bắt ốc, bắt cua đồng đem đi đốt rơm nướng trui, rồi vừa chia nhau ăn vừa cười vui rộn rã, và làm nên một ký ức tuổi thơ không bao giờ quên. Nhiều người đã nói rằng họ mê món cá lóc nướng trui chính là mê cái nét dân dã, mộc mạc, mê cái ngọt thơm nguyên chất của con cá đồng, mê các loại rau ăn kèm, có chuối chát, có khế chua, làm trung hòa mùi vị, và mê cả mùi vị độc đáo của các thứ đồ chấm nữa, kết hợp cùng cá nướng, khiến người ta hễ ăn rồi là sẽ nhớ mãi. Nhớ mùi đồng ruộng, mùi rơm rạ quê hương, mùi khói cay nồng khi làm món cá lóc nướng trui cho bữa ngon sum họp gia đình. Khói thì cay, còn tình quê thì ngọt ngào biết mấy. Những ai mà đã từng thưởng thức món cá lóc nướng trui nè, rồi chỉ cần nghe nhắc qua thôi là cái bụng nó biểu tình đòi ăn liền cho bằng được vậy đó. Món này mới nướng xong nhìn không có bắt mắt chút nào hết, bởi nó đen thùi lùi vậy đó. Nhưng chỉ cần một chút sự khéo léo, cạo đi cái lớp tro của nó là nó giống như là được mặc một chiếc áo mới vậy. Cái món ăn nó vừa đẹp mắt, vừa thơm, vừa ngon miệng, mà khiến cho người ăn hết sức là vừa lòng luôn vậy đó. Món ăn nhà quê, khai sanh ở nhà quê và được thưởng thức ở trong cái khung cảnh nhà quê thoáng đãng đẹp đẽ như thế này thì là ngon nhất nhỉ luôn rồi. Vẽ một miếng cá thơm, cạn một ly rượu nồng, không phải để sai mà để thấm đẫm cái đầy thương đầy nhớ của món ăn quê nhà.